Hồ Gia Phát, hành trình 15 năm tỏa sáng và bứt phá thành công. 15 năm với bao nhiêu biến động. 15 năm với biết bao khó khăn thử thách. 15 năm là cả một hành trình dài. Một hành trình mà ở đó ghi lại dấu chân của bạn, của tôi, của chúng ta. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Hồ Gia Phát được thành lập năm 2009, là nhà cung cấp độc quyền lưỡi cưa Hornbach tại Việt Nam, xuất xứ từ nước Đức, là đơn vị nhập khẩu, cung cấp hàng linh kiện, công cụ, máy móc và thiết bị sử dụng trong ngành công nghiệp nặng, gia công cơ khí, nhà thép tiền chế, khai thác mỏ, quy trình tiêu thụ nguyên vật liệu của các công ty, nhà máy, trong và ngoài nước. Những nụ cười ấy là niềm tin vững chắc, là động lực vượt qua khó khăn chông gai. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp, Hồ Gia Phát đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Chúng tôi đã trở thành đối tác của nhiều khách hàng, dự án lớn cả trong và ngoài nước. Chúng tôi định hướng để trở thành nhà cung cấp, phân phối hàng đầu trong lĩnh vực gia công cơ khí và công nghiệp nặng. Với đội ngũ nhân viên lành nghề, am hiểu kỹ thuật, chúng tôi làm việc với phương châm đồng hành cùng thành công của bạn.